Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý thính giả và chư đồng đạo kính mến, để tiếp nối chương trình phổ truyền sấm giảng của Đức Quỳnh Giáo Chủ, chúng tôi trân trọng giới thiệu Giác Mê Tâm Kệ Tức quyển tư. Quyển này Đức Thầy viết ngày 20 tháng 9 năm Kỷ Mão 1939 tại làng Hòa Hảo, dài 846 câu, mở đầu bằng câu khai ngọn đuốc từ bi chí thiện và chấm dứt bởi câu mong bá tánh vạn dân giải thoát. Kính mời quý vị bình tâm suy nghiệm qua lời châu ngọc của Đức Thầy sẽ do hai đồng đạo Lê Văn Khanh và Nguyễn Tấn Tào sẽ thành lòng cung kính diễn ngâm, mời quý vị cùng lắng nghe. Nam mô A Di Đà Phật. Khai ngọn đuốc từ bi chí thiện, tìm con lành dắt lại Phật đường. Thương dân hiền giáo đạo Nam Phương, đặng chỉ ngõ làm lành lãnh dư. Sách thanh đạo ghi trong tam tự, người mới sanh tánh thiện trời danh. Bởi lớn lên tập nhiễm lời dân, nên tật xấu che mờ thiện tâm. Thiếu giáo dục thiếu thêm đức hành, ta quyết lòng nhặt lại mặc tình đời dèm xem ni ghét rừng kinh kể ít người hãy chừ qua mặt mò bởi chân nghi phản nghi ngữ nên người đời khó mó chuông nghe bài đọc tùng nghe ó la chớ hiếm kè tường nghe thông nghe ly dầm trước mắt thấy điều hồ mỹ nên đồng tình bác ấy dạy rằng reo những ai lợi dụng làm sân cho suy sụp chân nhân mờ mịt. Nào có khác mây đen phủ bích rồi dắt nhau đến chỗ dài ngay lấy tinh thần hiệp viên ngút mây trong bổn đạo tự thân phải xử xuống dương thế dạo trong lê thứ thay bá già gặp lúc náo nùng cánh trần gian nhiều nỗi lao lung việc tu tình ít người hiểu ly trong ba tánh muốn nơi cao quý phải truy tầm quyền bí nơi cơ từ sấm kinh cho đến thi thơ trong chốn ấy nhiều nơi trọng yêu. Tao làm chi những trung mi giới yêu ấy là người bổn phận phải trao
Phiên dương nghi trần đừng nghỉ nay cần lâu, cùng ráng sửa ráng trao nền nghỉ đau. Tu đầu tóc không cần phải cạo điện cho rồi, cái đạo làm người kể từ nay lỡ khóc lỡ cười, vì buồn bực thấy đời biến chuyện. Các chư Phật từ đây lửa tuyển coi ai là đức nghi hạnh hiền từ. Lời sách xưa cận thủy tri ngư, cận sơn lạnh trần giang tri điều. Trong sấm giang nếu ai không hiểu tầm kệ này, ta chỉ nẻo đường quyết dạy trần nên nói lời thường cho sanh chúng đời nãy về biết. Trời giống gió sái mùa sái tiết, nắng cùng mưa cũng khác xưa rồi. Khuyên dưỡng gian bỏ các việc tội, đặng lo liệu cho tròn phận sự. Thấy trần thế hai còn lưỡng lự, muốn tu mà còn hỡi chần chờ. Việc thế gian như thế cuộc cờ, thân giới thối một hai nước tương. Nào ai có gạt dân nói bướng mà dương trần liệu lượng chánh ta. Ta mến yêu những kẻ thiệt thà, nghe cơ giảng thiết tha lo liệu. Học đạo lý như đờn chúng điệu, hòa bán rồi thì cứ làm theo. Lũ tam bành trong bụng còn đeo, đoàn lục tặc ta mau sớm giết. Mài gươm trí cho tinh cho khiết, dứt tâm trần kim chữ sắc không. Đức Di Đà Phật tổ ngóng trông, chờ dân chúng tìm nơi diệt khổ. Theo Phật giáo từ kim chỉ cổ, gốc ông cha tai cũng tu hành. Mà ngày nay cứ mãi tranh giành, danh giới lời của tiền quyền tước. Thấy trần thế ai ai cũng ước đời sao không tới phức cho rồi. Nay khổ lao khó đứng khôn ngồi, lúc đói cơm buồn lòng ngỡ ngần. Làm ác đức nhiều điều quanh quẩn, như gà cò ăn bẩn cối sai. Thấy người hiền nói đắng nói cay, sao mới biết thân ai
khổ. Nhớ thở trước Hoài Linh Phật Tổ phép thần thông trừ lũ ma dương, chốn rừng đồng ngồi chịu nắng sương, tìm đạo lý hiến cho trần thế. Hiểu lão sĩ ra đời thật tế, đem lời vàng dạy dỗ dương trần, khuyên chúng sanh khuya sớm chuyên cần, tìm nguồn cội diệt trừ tử khổ. Bình giới tử thử kim chi cổ, sanh giới già hai chữ hoài hoài. Đức Thích Ca xưa ở lâu đài, nghiệm tứ khổ nên ngài tâm đau. Lo tu tình mặc ai khinh ngạo, diệt lục căn đừng nhiễm lục trần. Chữ sắc thình chớ có hầu gần, hương giới vị sắc cần nên lanh. Chữ xúc pháp treo gương hiện thanh, trăm sáu đường cũng đặng về thần. Từ xưa nay dạy chỉ nhiều lần, mà lễ thứ không lo chẳng liều. Nhàn thấy sắc thường hay bẩn, biểu tai nghe những điều âm thanh, mắt với tai nghe đều chọn đẹp xinh. Còn lỗ mũi ưa mùi êm dịu, đồ thơm tho chiều chốn xa hương hay lướt lại gần. Lưỡi ưa ngon lại chuyện cần, đồ ngọt béo nó ưa nó mến. Thân tham sướng muốn tiền của đến đặng xài, cho phải tâm tình. Ý thì ưa sửa sắc soi hình, giới chức phần cho cao cho quý. Sao đường ấy ở trong thâm ý, ta mau mau chức nó cho rồi. Nếu tình tâm nào có mấy hồi, mượn trí đạo đuổi ra khỏi xác. Dứt được nó ấy là giải thoát, thì xác trần mới khỏi đỏ đài. Cả tiếng kêu những kẻ trí tài, hãy lần bình tâm suy nghĩ. Tuyên sự kỷ hậu lai, sự bị bắt lỗi người, phải xét lỗi mình. Vậy mới là phải bực công bình, nẻo chánh trực chí người quân tử. Người biết đạo phải dình ngôn ngữ, với ai chớ có sai lầm. Trọng mẹ cha kính nể Phật trời, đừng nhiều tiếng nghinh ngang mang lỗi. Tân ngay thẳng ta không dời đổi
dầu tan xương nát thịt chẳng màng. Tai khùng mày điên nói đại nói càng, chẳng có sợ ai rầy ai mắng. Trời còn lúc tối mưa sớm nắng thì trần gian còn mãi khổ đau. Ở trên đời kẻ thấp người cao, kẻ hiền hậu người thì gian ác. Không quen biết mà cao tuổi tác, ta cũng nên kính trọng mới là. Tâm từ bi sanh ni thể ngọc ngà, trong các bao khó bị tánh thiền. Phải xử thế cho nên bài biện, miệng sáo ngôn thường kiến tâm thân. Việc bán buồn phải giữ ngang cân, chớ tập tánh lần lường tráo đâu. Các công cuộc của người tánh xấu, ta giữ gìn chớ có nhiễm vào. Tâm bằng tăng chẳng mến sắc màu, mến những kẻ biết vào đường chân. Ta dạy thế mượn lời Phật thánh, nên truyền ban cho chúng sanh tường. Tuy ngày nay chúng nó hùng cường, chừng phân định thì ta cao quý. Khuyên bổn đạo lập thân nuôi trí, đặng chờ ngày yến kiến Phật trời. Quá yêu dân cạn tỏ nhiều lời, cho trần hạ tìm trong lãnh đục. Chẳng chịu tu mãi còn lục thục, lo giàu nghèo lo cũng chẳng rành. Am công danh quên chữ sanh thành, mến phú quý quên câu dưỡng dục. Ráng kiếm chỗ tầm tiên lánh tục, người ở đời phải được lòng trong. Biển hồng trần sớm đi gọi cho sông, ngày lập hội mới mong trở lại. Chớ bận tiền khuyên dân đừng nại, miễn cho ta trở lại ngay đàn. Chữ vinh quay giờ chớ có màng, bởi giả tạm của đời nguyên hà. Gắng công tu xem nhiều phép nghi là của thần tiên, trời lũ đồ nào lùa lại lạnh nhiều tố xô. Chớ ham mến mà sao lao ly, ngài tiêu diệt từ năm binh thi đến năm nay, hào hức đã nhiều. Các ngoại bang đài nhuộm máu điều, sao
trần thế không toan chẳng liều. Để đến việc gian lưng mà chịu, chớ Phật đâu cứu kịp cho người. Khuyên chúng sanh bỏ tâm biến lười, phải sốt sắng làm ăn cần thiết. Nghèo với đôi từ đây sẽ biết, hàng ngoại bang bố thiết ta hoài. Nên bá gia hãy ráng miệt mài, dầu trách rưới cũng mau cần kiệm. Lời ta dạy hãy nên suy nghiệm, phải phá tàn ngũ ẩn trong mình. Chữ tham trong mi muốn nghe mặt tình, ráng định tâm trừ cho nó tuyệt. Chữ gây gỗ là sân hại diệt, cho nó đừng thấp thoáng trong lòng. Thêm chữ si thiệt quá lòng vòng, nên tỉnh trí tìm nơi dục tắc. Chữ nhân ngã cũng là quá gắt, ta chớ nên phân biệt với người. Dẹp năm tên nhi được mới nghe mừng cười, vô pháp tương mới lại thiệt tương. Người tu hành phải trừ nghiệp chướng với bốn ma, mới đặng an nhàn tu nhiệm vào thân thể bất an. Sắc minh nó ngày kia lao khổ, ta nghiệm xét từ đời bạn cổ, coi ai dùng mà đăng thành tiên. Mà đời nay chữ tài của khổ riêng một kiếp, bề tội cướp nào ai có tiếp. Mà đời nay nói cứ mãi làm, chữ khi hùng khuyên chơi có ham. Mà lâu thân trần nè thế, kẻ nhất già thường sanh ba kế, để gạt người làm thế cho mình. Ngày sau này lắm nỗi tội tình, sao sanh chúng chẳng lo cải xưa. Bệnh nôn dịch thường hay ối mưa, mà dương trần chẳng chịu kiên dè. Qua năm về đến lúc mùa hè, trong ba tánh biết ai hữu chi. Ta chịu lệnh Tây Phương thọ ký dình Nguyệt Long, đặng cứu dương trần. Nên ra đời dạy dỗ ân cần, khuyên ba tánh dạng dân liệu lấy. Khổ giới thảm ngày nay có mấy, sợ mai sau dòm thấy bay hồn. Trừ tà gian còn thiện chỉ tồn, cảnh sông máu núi sườn tha thiết.
trần giới thế bây giờ nào biết chừng nhìn xem hư thiệt mới tường. Ta bây giờ tu niệm tầm thường sao danh thể xài hương khắp chốn. Nhà giàu có xài không sợ tốn, phải để tiền cho kẻ nghèo nàn lo ăn xài trài rượu xình xoan. Chừng khổ nào phàn nàn căng số, lời truyền sanh như bài toán đố ai biết tầm thì đắng hưởng nhờ. Ta khuyên tu dân cứ mãi ngờ sợ gạt chúng kim xùi kim cắt. Bề ngoại quốc bán hàng quá gắt nên dân ta chịu chữ cơ hàng. Tai khùng mì điên của cái chẳng màng, miễn lễ thử được câu hành. Cờ thế giới ngày nay gần thúc nên Phật tiên phải xuống hồng trần. Chừng lão sao ác thú non tầng thì Nam quốc lương dân mới biết. Nay dạy thế cày cùng ngồi giết với sát trần vũ thuyết ít hàng. Ai nói gì ta cũng chẳng màng, sao biết đặng vẫn đừng có tiếc. Con phù du hận hờ nào biết, thấy bóng đèn thì quyết chung vô. Thảm thương thay chết heo chết khô, nhìn đèn nó thấy mồ phù du. Kể khuyên trần đã mãn mùa thu, đeo danh lợi như con vật ngay. Dòng xe cát biển đông thường thấy, tên giá tràng rất uổng công trình. Khi nước rồng nhờ lúc bình minh, lúc nước lớn cát kia tan rã. Trần nghi phú quý thì trần thông đi thả, chớ còn ta cứ khổ lao hoài. Viết kể cơ giảng dạy ít bài, mặc lê thứ làm không tự. Coi rồi phải nhận cho hiểu lý câu quyền sâu của kẻ khùng này. Bởi chữ khùng của Phật của Thầy chớ chẳng phải của người làng tri. Mê giới tình nhận ra là lý, thấy dương trần ngủ mãi ngủ hoài. Thức dậy mà tầm đạo kiếm bài, để thi cử khỏi mang tiếng rớt. Sách khuyên thiện miệng kêu không
dễ thành. Tai nghĩ suy cũng bất hổ thành, nên than thở cùng trần ít tiên. Tâm sáng suốt như đài nguyệt kiến, tâm trong như nước bích mùa xuân. Nếu không tu chừng khổ cũng ân, đừng có trách sao không chỉ bảo. Từ nhỏ tôi đến người trưởng lão, mắt trong dòng sanh tử luân hồi, xuống diêm đình thấy tội hỡi ôi, đó mới biết có nơi địa ngục. Kỳ xa tội nay còn một lúc, sao chẳng tu đặng có hướng nhờ. Gặp giảng kinh trần cứ làm ngơ, trồng bông kiện giống chi hưởng nay. Địa ngục cùng tại tâm làm quấy, về thiên đàng tâm ấy tạo ra. Cái chữ tâm mà quỷ hay ma, tiếng hay Phật cũng là tại nó. Tu giới tình biết làm chẳng nghe khó, nếu lặng tâm tỏi ngộ đảo màu. Cảnh dương gian muôn nghi thảm ngàn sâu, ngó vàng vật đài lầu chẳng có. Sông giới núi trước kia mắt ngó khi chết, rồi thấy nói đắng nào. Ai biết đường hai sớm như tàu đào, kiếm đạo lý mà nhờ mài nhoi. Chiều cay đắng tu hành mới giỏi, ta phương đời len lỏi xuống trần. Đạo vô vi của Phật ân cần, nói theo chi Thích Ca ngày trước. Câu phú quý ngài không mang ước chữ Bồ Đề, như cội bán tòng răng dưỡng nuôi chờ đói trong lòng. Thì là được đinh chừng diệu hoa, lời thuyết pháp chẳng gì nhân ngã. Người nào đâu có Phật tánh là, xem kệ này như ngọc như ngà, phải nảy nở như cơn mưa thuần. Hạp mùa tiết giống kia bất luận, thái mộc mầm trổ la mới màu. Trong chúng sanh nghĩ tầng đuôi đầu, về cực lạc mới là hết khổ. Đạo giới ly từ đây nhiều chỗ, phải lọc lừa cho kỹ mà nhìn. Chọn nơi nào đạo chánh phượng thờ, thì mới được thân sao cao quý. Nhìn Phật giáo mà tìm cái lý, coi tại sao ta phải tu hành. Vì yếu dân ta kể ngọn ngành,
khuyên lấy thứ làm lành mà tránh. Cảnh niết bàn là nơi có cánh về chốn ni xa lánh như hồng trần, dầu không siêu cũng đặng như về thần. Nhờ ai chữ trung quân nghĩ ai quất, chừng lập hỏi biết ai còn mất giờ chưa phân, chưa biết chánh ta. Tai vì dưng sắc linh ngọc tòa, đền linh khu sơn trung chiều màn. Nền đạo đức ta bài quái cạn mà dương gian, còn gán danh từ làm cho ta lỡ khóc nghi lỡ cười. Khóc là khóc thương người ngu muội, thấy điên khùng làm như sắc ngồi chẳng tranh đường. Nói lại khinh khi ngói về tay niệm chữ từ bi, cười trần thế mê si thái quan. Tranh giới luận đặng dành cơm cá, khuyên dụ người đặng kim bạc tiền. Thấy chúng sanh ghét ngõ ranh hiền, theo chế nhạo những người tu tình. Tu không tu cũng không mời thân, mặc tình ai trọng kinh hay chê. Thương lễ dân còn mãn say mê, chẳng tu tình cho rành sương nắng. Thấy ta lại nói cay nói đắng, đắng với cay ta cũng chẳng màng. Rừng trần gian kiên thấy phụng hoàng, xè canh múa chào mừng Phật thanh. Thấy đạo lý chớ nào thấy tánh, còn ngẩn nơi tìm mất xác phàm. Ai biết chi việc phải cứ làm, sao mới biết ai phàm ai thanh. Đức lục tổ ít ai dám sánh, như người dốt mà nói phát đi quá rành. Lửa làm chi cao chữ học hành, biết tỏ ngộ ấy là gặp đau. Về cổ tích cần chi phải thảo chuyện qua rồi, kể lại làm gì. Nếu ai mà biết chữ tu trì, tâm bình tĩnh được thì phát huệ. Ta yêu chung viết ra giảng kệ, khuyên tăng nghề đồ cùng các tính đồ. Nghe cạn lời chơi có nghi mờ hồ, tìm hiểu nghĩa làm theo đắc đạo. Trần giới thời nó hay kêu ngạo, các nhà sư hãy ráng sửa mình. Nếu sức
và ngủ giấy ráng nhìn tu chân chánh mới không hổ tiên. Cả ngàn năm nhân tâm sao xiến sao tu hoài chẳng thấy ai thành. Bởi chữ tu liền với chữ hành, hành bất chánh người đời mới nói. Bị tăng chúng quá ham chùa ngói nên tới khuyên khắp chốn cùng làng. Phật nào ham tượng cốt phết vàng mà tăng tạo hao tiền ba tanh. Việc giả dối từ đây nên lánh bổn đạo ôi hãy gan sửa mình. Cuộc dài đời ta lắm công trình làm chẳng trọn uổng thay một kiếp. Lời chân chánh trần hay bỏ liếp mãi lo làm hung hiếp người mà làm cho ngọc đế thảm phiền. Muốn trừng kỳ trần gian thảm thiết. Đức Phật tổ tâm ngài nhất quyết tâu ngọc hoàng để Phật giải trần. Nên ra kinh cơ giảng nhiều lần mà dương thế chẳng cần xét đến. Xa trần tục như cây cảnh khến làm hiện hoài ắt phải tiêu mòn. Đeo giới bào riết nó cũng tròn đến chừng đó trông vào rất tốt. Lũ giả dối thường hay thề thốt đi nó chẳng kiên thần thánh là gì. Tâm kẻ hung đi làm chuyện cố lì chẳng có sợ mang điều tội phước. Ghét những kẻ tu hành bốc sức miệng kêu gào chuyện phước nghĩ bề ngoài. Bước vào chùa thấy Phật lãi dài lui khỏi cửa ra tay câu xe. Thấy quyền quý nó hay vừa mê đặng bờ bưng những kẻ hung sùng. Ta thương đời nói những chuyện cùng chẳng có gì có dùng kẻ quay. Cô sám hối vô chùa thường thấy làm gian lừa biết mấy nhiêu lần. Thấy dương gian lường gạt thánh thần mà chúa xót cho đời ơn hà. Chữ tự hối nào ai có lạ là ăn năn cải sửa tâm lành. Phật chẳng qua dùng chữ tính thành chớ nào dùng hướng đăng trà hoa. Làm trai đám tạo nhiều xa mà bay về Tây nói những chuyện gì. Thấy chúng tăng làm chuyện quái kỳ ta
khuyên mày cũng không chịu bỏ. Lời chân chánh hình như nói xỏ, mà không không nào có biếm đời. Thấy lạc lầm khuyên nhủ ít lời, chớ nào có ngạo chi tăng chung. Coi tâm kể làm theo mới chúng, để lạc lầm lâm bơ tăng đồ. Định tâm thần như mặt nước hồ, si giới nghĩ nghĩ si đường lối. Muốn niệm Phật chẳng cần sớm tối, ghi vào lòng sao chữ Di Đà. Thiền quên mất điều ta, đặng hạnh phúc nhờ lòng cố gắng. Việc đạo đức bất cần thôi, thắng chữ tu hiền ngay thẳng lần hồi. Thấy thiền cờ khói nghe nổi ngồi, thương lê thứ tới hồi khổ nào. Thầy là tớ không ai chỉ bảo, như dịch con dìu dắt nhờ ga. Phải nghĩ suy cạn lẽ mới là, nay gặp gốc phải mau tìm gốc. Để gặp Phật ngồi mà than khóc, gỡ làm sao hết rối mà về. Mắt nhìn xem yêu quái bốn bề, bởi ác đức nên không ai cứu. Mang thị ách hồi năm đinh xu, đến năm nay tái lại một lần. Khổ ách này đặng thức tỉnh trần, rần thiên định tuôn đời sắp hà. Trẻ nhỏ tuổi đời này lăng mà, bị văn minh cam dỗ lội người. Kể từ rài cười một khóc mười, kéo chúng nó về người Phật thanh. Đạo quỷ dương rất nhiều chi ngánh, huyện dương trần sớm tranh mới màu. Để ngày sau đến việc thăm sầu, ráng nghe kỹ lời ta mách trước. Thuyền chúng nó thân bồm chảy lướt, lọt ngoài khơi mới hết hò phan. Tu mà ham cho được giàu sang, giới quyền tước là tu dối thế. Nhớ thuở trước vua Lương gió, đây tạo chùa chiền khắp nước tu hành. Đến chừng sáu ngày tự đại thanh, Phật bất cứu vì tâm còn ác. Tôi biết cách như đương biết đắc, đương đắc rành đằng giữa sẽ loan. Ai biết nghe thì sớm như liều toan, để đến việc như người.
phải quy căn cùng nhau hỏi hết nghĩ rằng màu trần mới kịp đảo màu sớm giới chiều gắn chi nguyện cầu thì sẽ được tòi chương giữa thế chúng sanh thế như gà thất thế phải nằm chờ đợi nước bắt ra thời kỳ này nhiều quý cung nhị ma trời mở cửa quỷ dương đi xuống thế nên ta mới ra tay cứu tế kẻo chúng sanh bệnh khổ quá chừng sao quỷ dương đi đứng nửa lừng thêm tên tuổi chúng sanh nó biết làm đủ cách xuống lên tha thiết ở ngoài đường nó biết tên mình tính cùng không thì cũng mặc tình chớ ta lắm công trình giải dỗ hồi thở trước Thích Ca Phật Tổ ngồi tham thiền bị nó ghẹo hoài mà cũng không rúng động đắng ngày nên cố quán phá đời mãi mãi trong bổn đạo cùng là sư giải ráng bền lòng cho được hiện từ hết khổ lao thì đến vui cười chừng đó mới phải tình nguyện ước bọn gái mới ra đường tha nghi thức nghi bỏ hết trần để nếp đi ông cha khác tánh tình người cổ nước ta nên phải chịu đớn đau đủ cách trai giới gái ráng coi sự sách đứng trung thần với kẻ tiến trinh dọn bề trong mới gọi đẹp xinh chớ mang lốt bề ngoài chẳng tốt dài chẳng đặng lòng như lửa đốt khắp dương gian chưa đặng ba phần kể từ nay thiên Phật thánh thần lo dạy dỗ dương trần chẳng xiết đức thượng đế ngự đền ngọc khuyết nhìn dương gian cũng luôn thở dài thầy chúng sanh trao chỉ mặt mày chớ chẳng chịu trao tâm trìa tâm kẻ đối khó người sáng hay lánh bước lại gần chê lũ tâm hôi cõi ta bà ta thấy hỡi ôi sầu bá tánh quá nên kêu khách người tàn tật đuôi cùi đôi gách ít có ai để mắt nhìn vào chuộng những người dù giọng sắc màu cầu giới mở ông thầy cô bác thì kẻ khó như gươm như gác tạo
rầu đài các dân mình. Mấy ai mà giữ giả sách đinh theo tông tổ của mình thở trước. Đầu với tóc áo quần láng mướt, chữ lanh khôn của quỷ của ma, chớ nó không có giống người ta. Ma giới quỷ sanh người hung ác, lo tập luyện những câu đờn hát, chớ chẳng lo dạy dỗ ngu khờ, để cái tâm yên lặng như tờ. Coi ta nói câu nào bất chánh, ráng bắt trước làm theo Phật thánh. Nếu thiệt người thì biết thương người, thấy kẻ khờ quê dốt ngạo cười, nào có lấy lời chỉ bảo. Ta thương xót lối tầng lối tạo, chẳng thấy ai rễ thảo dâu hiền, làm cho người thương cổ thêm phiền, rất đau xót cho nòi cho dông. Biết chừng nào được quy nhất thông khắp hoàn cầu, dân biết thương nhau. Nhắc ra thì giả ngọc đớn đau, không nhắc đến biết đâu dân xưa. Cơm được chính ta nhờ có lửa, dân được vui nhờ lúc khai hoàng. Phật Như Lai cho phép khung tròn, cho bồn đạo khắp nơi đặng biết. Ai chửi mắng thì ta giả điếc, đợi cho người hết giận ta khuyên. Chữ nhân hòa ta để đầu tiên, thì đâu có mang câu thù oán. Việc hung ác hệ vừa thấp thoáng, chữ từ bi ta diệt nó liền. Sự quán thù đáp lại chữ hiền, thì thù quán tiêu tan mắng hết. Chữ bạn tác dầu cho đến chết, cũng keo sơn gắn chặt mới là bước ra đường ăn nói thiệt thà. Dầu khôn khéo cũng là giả dại, nếu tranh đường ngắt ta bị hại, thêm xa cơ lại bị xích xiềng. Vì đời nay chúng nó dùng tiền, ít ai dùng chữ nhân chữ nghĩa. Theo học đạo mặc ai mai, nghĩa ta cũng đừng gây gỗ với người. Được mấy điều thì đáng vàng mời, thiệt hiền đức có ai mắng chửi. Xưa đức thánh
đừng bàn cái lời. Ngài nói rằng các việc tại mày thuận với hòa hay ghét với rầy, cùng cái lười làm thầy các việc phải kiếm cách đặng tay trừ tiệt lấy tâm thần làm chủ mới màu, cũng chẳng nên theo tánh giỏi hầu thấy chẳng nói mà nhăn mà nhương. Ai liệu sức trở nên nói bướng, dầu việc chi liệu lượng mà làm, điên khùng này chẳng có nói xàm, nói những chuyện từ bi bác ai. Nếu bồn đạo còn ai làm sai cõi kệ này, mình sửa lấy mình, ta không tranh mà cũng không kình, cho bá tánh dèm pha thỏa chi. Ai làm phước in ra mà thì được nhiều hạnh phúc sau này, chốn non xanh dạy dỗ cáo cày, xuống trần thế ra tay dắt chung. Tới giới ta chớ đem đồ cúng, chỉ đem theo hai chữ thành lòng, chẳng có cần trà hoa hương nồng, mong sanh chúng từ lòng hối ngộ. Kẻ xa xôi có lòng ái mộ, xem kệ này tu tịnh tại nhà, ở ruộng đồng cung niệm vậy mà Phật chẳng chấp chẳng nài thời khắc. Chay bốn bữa ấy là quy tắc của kẻ khùng, chỉ dắt chúng sanh, còn Phật thì chẳng có khôn lanh. Đời dân vật khôn mãi khôn quỳ, lo trang sức kim thời quê Mỹ, rồi phụ phàng tục cổ nước nhà, trong tâm thì chưa chữ gian tà, chớ chẳng chưa tấm lòng bác ai. Học chữ nghĩa cho thông cho thay, đặng xê sang đài các xe tàu, tiếng chào mừng cửa miệng làm màu, trong tâm ý mù mờ đủ thế. Ta còn mắt phiêu lưu dương thế, dạo lục châu đặng cứu bá gia, mặt tình ai xem kệ ngâm nga, hay sửa đổi tỷ lòng hữu hỷ. Thương sanh chúng tỏ bài quá kỳ, hỡi dương trần nên sớm hoài đầu,
đằng sau xem Phật pháp nhiệm màu, với bao quý đại lầu tươi tốt. Xa ta vốn là người quê dốt nên mở màn chưa được mấy rình, khắp dương gian như sợi chỉ mạnh, mong bổn đạo tâm thành trở lại. Dầu cực khổ thân này chẳng nại, chẳng cần ai bái lại khẩn cầu, bỏ dị đoan mới thấy đạo màu, bớt giả dối gặp người thương cổ. Góc thờ trước của tông của tổ đâu có bài dối mẹ như vậy, những sấm truyền xưa của Phật thầy vẫn rang kim mài tri thì biết. Xưa để lại nhiều câu thảm thiết mà nào ai có biết để lòng. Chuyện thiên cơ nói rất não nồng, câu hồ ly bá tòng khó sanh. Chốn tụ hội chớ nên leo hánh, vì lời xưa có dặn rạch rồi, dân chớ nên phụ bạc giống nòi, mà lao ly tâm thần vô ích. Phải nhẫn nhục chờ người cổ tích Phật giới trời phân định cho ta. Người xưa tuy ít chữ nôm na, chớ chân chất người ta ngay thẳng. Dạy bổn đạo lấy câu trung đẳng, chẳng nói cao gì sắp rốt đời. Đấng nam nhi ẩn nhẫn tùy thời, vậy mới gọi khôn ngoan hữu chi. Ta ra sức viết câu huyền bí, chúng dân ngồi ráng kiếm ráng tầm. Dòng thú kia là lỗi xanh cầm, mà còn biết kiếm tầm đạo đức. Thú vật biết tu hành náo nức, còn người sao chẳng rứt hồng trần. Việc tu hành phải vẹn nghĩa ăn, kinh giới sấm chúng dân thường thấy. Chữ bát chánh rõ ràng trong giấy, là chân truyền của Đức Thích Ca. Người tu hành cần phải tìm ra, cho dân biết mục đầu chánh kiến. Trí linh mẫn nhìn đi xem đi các chuyện, phải đừng cho lầm lạc nẻo ta. Dầu việc người hay việc của ta, nên khoan đoán cho tường cho tầng.
tội với phước xét coi nhiều bận mới khỏi lầm tà kiến đêm vào chánh từ gì mục ấy thân cao hãy tưởng nhớ những điều đáng nhớ trên cùng dưới dầu thầy hay ta cũng tưởng đều trung chân mới màu việc vui sai mèo má đâu đâu hãy dẹp ghét nhớ cầu lục từ câu chánh nghiệp cũng là quá bự dầu nghề chi làm việc ngay đường ta đừng nên theo kẻ bất lương học ngón xào để lừa đồng loài chánh tinh tấn dầu thành hai bãi cứ một đường tín ngưỡng của mình dầu cho ai pha rối đức tin ta cũng cứ một đàn đi tới một chánh mạng chung sanh nơi hỡi cho hồn linh cải quản châu thân lấy chơn nhân dẹp tâm phàm trần mới có thể mong về cực lạc câu chánh ngữ lòng son khi tạc tiếng luận bàn ngại ngăn tỏ tường nói những điều đức hạnh hiền lương chớ thêm bớt mà mang tội lỗi việc cháu chát ấy là nguồn cội lời xảo ngôn do đó mà ra kinh nghiệm rồi ta mới diễn ca câu chánh niệm thiết tha nhiều nỗi khi cầu nguyện đừng cho phạm lỗi phạm làm tròn các việc vẹn toàn dần chớ nên làm bước làm càng trong lúc ấy niệm cho lấy con một chánh định thiệt là rất khó giữ tấm lòng bất đồng như cho hồn linh yên lặng an cư thì mới được quần nguyên phản bồn tà giới chẳng còn đứng trà đón người muốn tu phải sớm lọc lừa diệu đề ai có nghe mến ưa thì lão cùng kể sợ thêm nữa chớ tập đề nay đã mở cửa để đem vào khuôn khổ người hiền ráng cực lòng một bước đầu tiên sao mới được làm nên Phật thân về thượng giai cõi tiên mới bành đến việc đề trừ vật dục xưa
cõi hồng trần các việc mến nưa, sự giả tạm ta nên rứt bỏ. Muốn tâm tánh ngày kia sáng tỏ thì khổ đề phải chịu nhọc nhìn. Lòng dục tu thì phải thiệt hành, chớ đừng có ham điều sung sướng. Đức Phật tổ nào đâu hẹp lượng, chịu nhọc nhằn mới rõ đạo đề. Thấy một đàn thắng bằng mà mê, ôi chừng đó mới là màu nhiệm. Mùi đạo diệu chúng dân răng kiếm, trễ thời kỳ khó gặp đặng ta. Rồi hành luôn bác nhận mới là, thì muốn việc điều an ba tuê. Chờ thứ nhất nhận năng sự thế là người hiền, khó ai kiếm trên đời. Lập thân danh từng trái nơi nơi, chờ thời đại mới là khôn khéo. Chờ nhận giới trì tâm đi trong trẻo, phiền dương trần giữ phận làm đầu. Nhận hương lần cùng khắp đâu đâu, trên cùng dưới điệu hoài hỷ. Nhân phổ mau gọi trang hiện sĩ phần sướng tùy, chồng vợ nhìn nhau. Nhìn xóm tròn cô bác mới cao, nhận tâm nọ ngày ngày an lạc. Nhìn tất cả những người tội tác, nhận tấm lòng yên tình dài lâu. Giữ một lòng hiền hậu mới màu, quanh năm cũng bảo toàn thân thể. Chữ nhận đức kể ra luôn thể, thì trong đời chẳng sự bình an. Chữ nhận thành bao quý hiển giang, khắp ba tánh được câu hòa nhã. Câu đạo đức bay mùi thơm lạ, muôn nếm thì phải ráng sưu tầm. Các đạo tà mưu khéo âm thầm, dân ráng tránh kẻo lầm mà khổ. Chúng nó xuống khuyên răng nhiều chỗ, dùng phép màu lè mắt chúng sanh. Ai ham linh theo nó tập tành, xa cạm bẫy khó mong sống sót. Ta chẳng phải dùng lời chuốc ngót, mà làm cho dân chúng say mê. Nẻo chánh tà biện luận nhiều bề, cho bá tánh tìm nơi cội gốc. Lời cho phải kèo xưa danh mộc, đừng để làm thở khéo
sơn gian. Thì sau này đến lúc phong ba, giông gió lớn cột kèo khói gầy, thấy sanh chúng nhiều người khờ dại, chẳng biết gìn phong quá lễ nghi. Nên ta đem như đạo đức duy trì, gìn tục cổ để người chẳng rõ. Còn chậm chạp đạo màu chưa tỏ, như rừng quang mới dọn một đường tới giới. Thầy nào quán thân lương muốn cứu thế xá chi bùng trinh, thương quá thức nên ta bình rình quyết độ đời cho đến chúng thân. Nếu thế gian còn chốn mê tân thì ta chẳng an vui cực lạc. Dạy bổn đạo lấy lời đích xác, mà chẳng tu là bởi không mưa, chớ nước sâu mà bị rào thưa, chẳng đông đảo lời truyền chẳng xiết. Nên phải tạm mượn cây ngồi viết, đem đạo màu như hàng cho mưa, đặng tố trần tâm ý người xưa, chữ thầm thầm trong kinh Phật giao. Nền chân lý chúng chê rằng láo, mà nào ta có lợi dụng ai. Trong bá gia nhiều ít lòng chay, để giữ trọn trong nền Phật Pháp. Dình giới cấm sửa tâm mô tạp, niệm Phật thì phải dẹp lòng ta. Nhớ từ bi hay chữ ngâm nga, dầu làm lũng cũng là trì chi. Trời thiên địa châu nhi phục mi thị, như đời xưa coi gái tử phòng. Xem thời cơ người đã rõ thông, dùng tôi thiệu mà an ba tâm. Đời vật chất văn minh tranh cạnh, chữ lợi quyền giật giết lẫn nhau. Đồng lòng hiền chư Phật đớn đau, cho kinh sấm dạy răng trần thế. Nhìn thấy chuyện gạo châu cuối quê nghèo bạc vàng, đạo đức cùng nghèo tai xuống trần nhầm lúc mới nàng eo. Nên phải bị kẻ hung khinh bị, vì ba cái nên thân cuộc sĩ phải chịu đều khổ hạnh xấu xa. Mong cho đời gặp lúc khả ca, trong bốn biển thái bình mới toại. Phật tiên thánh
lòng nhân hại. Những ước ao thế giới hòa bình nên khuyên đời truyền bá sự kinh, cho sanh chúng sửa mình trong sạch. Giàu đối bạn khinh khi kẻ rách, là những câu trong sách Minh Tâm. Tánh kẻ sang đổi dở nào lầm, thánh nhân để nhiều câu hữu lý. Có mấy kẻ ăn năn xét kỹ, mãi ấy tài chê bướng chê càng, thì ngày sau đừng có trách than những tội lỗi của mình tạo lấy. Bị hao thân diệt người không thấy, rồi mãn lo dèm xiêm nhiều lời. Vì vậy nên tình nghĩa sẽ lời, đâu gần gũi mà tường diệu ly. Trong lục tình ai là người đi mau thực thời, tìm đạo nhiệm sâu. Khuyên dân đừng chia áo rẻ bâu, phải hợp tác gieo trồng giống quy. Coi rồi phải thân mình tự trị, chẳng độ xong Phật khó chấp nhiều. Thả thiền từ bên giác nâng niu, kẻ hiểu đạo mau mau bước xuống. Việc trải qua như mây gió cuốn, nhìn cuộc đời ngày tháng thôi đưa. Trời sáng ra lại thấy trưa, năm cũ đó rồi qua năm mới. 12 tháng mà còn mau tới, thì tuần đời cũng chống đổi thay. Chữ phù dân phú quý nay mai, luân giới truyền dời qua đổi lại. Cõi ta bà mấy ai tồn tại, sống dư trăm như tuổi lão bành. Đời hạ quân hay chết tuổi sinh, như thở trước nhan hồi còn trẻ. Miễn cho được ngày hai cơm tẻ, bụi bằng hàng đặng có tu thân. Nhờ ơn trời ban bố đức ngăn, xem chung cuộc phong thần tại thế. Sự những kẻ hung hăng tồi tệ, thương những người trung nghĩa vẹn toàn. Ra kể này hai chữ bảo an, cho trần thế được tâm thanh tịnh. Ngọc báo quý ẩn trong Nam Định, muốn tìm kim đáy biển gắn công. Thấy dân tình luôn những ước mong, gặp giống tốt phải mau cài cây.
ai có nói ta là người quay, ta cũng cam bụng chịu tiếng lời tỏ ít cầu cầu chúc cho đời, mong ba tánh vạn dân giải thoát. Nam mô A Di Đà Phật.